Bạn ơi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài vô cùng đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ học về làm toán bằng tiếng Anh. Ok. Bình thường là chúng ta hay làm toán bằng ví dụ như là 1 cộng 1 bằng 2 đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không nói là 1 cộng 1 bằng 2 nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ làm toán bằng tiếng Anh. Nghĩa là tất cả các công thức đấy chúng ta sẽ làm bằng tiếng Anh. Ok, nghe thú vị không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lớp học toán thôi nào. Let's go. Để học được toán thì trước tiên là chúng ta phải biết về các con số và các phép tính ở trong toán đấy nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn về một số, đó chính là 11. 11 là số bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Đúng rồi, chính xác, đó chính là số 11. Và tiếp theo chúng ta sẽ có từ 13. 13 nghĩa là số 13. 14. 14. 14 này. Và 15. 15. Số 15. Ok. Đó, để làm được toán thì chúng ta cần phải biết các con số này bằng tiếng Anh thì chúng ta mới làm toán bằng tiếng Anh được, đúng không nào? Đó, thì bây giờ trước tiên hãy nhớ cho cô các số này bằng tiếng Anh trước nha. Gì đấy nhỉ? 11, 13, 14, 15. Ok. Đó, các bạn hãy nhìn vào các phép tính này và đọc lại cho cô một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ chỉ đọc kết quả thôi nha. 11, 13, 14 and 15. Ok, very good. Ở đây chúng ta sẽ làm bằng các phép toán này. Chúng ta cùng nhau đếm theo cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 balls. Plus, dấu cộng. Các bạn biết là ở dấu cộng ở trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là plus. Plus. Ok. 6 quả bóng này cộng với bao nhiêu đây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nghĩa là 6 quả bóng này cộng với 7 equals bằng bao nhiêu đấy? Bằng bao nhiêu nhỉ? 13. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ có búp bê này. Dust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 dolls. Chúng ta có 7 rồi này. Plus. Plus là dấu cộng các bạn nha. Và chúng ta đếm xem bên này có bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 doors. 7 plus 8 equals bằng bao nhiêu nhỉ? 7 cộng 8 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, và chính đáp án 15. Ok, very good. À, bây giờ chúng ta nhìn các bài ở trong bên này. 11 là số 11. 13 nghĩa là số 13. Ở đây chúng ta sẽ học về cấu trúc là how many, thì nghĩa là hỏi về có bao nhiêu. Đấy chưa nào? Có bao nhiêu thì chúng ta có thể đếm ở trong cái bảng này thì chúng ta xem là có bao nhiêu quả bóng. How many balls? Có bao nhiêu quả bóng? 11 or 13, 11 hay 13 nhỉ? Như chúng ta vừa làm đó là 13, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ còn là 14, 15. How many dolls? Chúng ta vừa làm có bao nhiêu con búp bê đây nhỉ? 14 or 15? Đó chính là 15, right? Đấy chưa? Đó. Ok, bây giờ
bây giờ chúng ta thử kiểm tra kỹ năng nghe của mình để xem là mình nghe có chính xác không nhé. Number one. One. Can you see the number 13? Can you see the number 13? 13 là số bao nhiêu các bạn nhỉ? Có phải số 11 không? No. Đó chính là số 13. Ok. Next one. 2. Can you see the number 15? Can you see the number 15? Là số bao nhiêu đây nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đó chính là 15. Đúng nào? Very good. Ok, bây giờ chúng ta hãy xem các bức tranh này và sau đó chúng ta sẽ điền từ còn thiếu vào đằng sau cho cô nhé. Bức tranh đầu tiên chúng ta còn thiếu chữ gì nhỉ? Chữ N. Con nhớ âm N ở đây là âm mũi này. Chúng ta có thể chạm tay vào mũi của mình và cảm nhận được cái độ rung của mũi này. N. Các bạn có sợ đấy không? Có cảm nhận thấy cái độ rung của mũi không? N. Ok, very good. Okay, next one. 13. 14. And 15. Yeah, very good. Đó, ở trong phần này thì chúng ta có thể hỏi bạn khi mà mình chưa biết được là số này như thế nào hay là mình quên thì chẳng hạn, thì mình sẽ hỏi người bạn của mình là what number is it? Nghĩa là đây là số mấy? Đúng nào? Thì người bạn của mình có thể trả lời cho mình. What number is it? Is 11. What number is it? Is 12. Đó, thì chúng ta có thể đố người bạn của mình là đố bạn đây là số bao nhiêu? Đúng nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thực hành nhé. Bây giờ cô Alisa đố các bạn này. What number is it? Đây là số mấy đấy nhỉ? Is. Rồi. Is 12. Ok. And next one. What number is it? Is 13. Very good. Chúng ta phải nhớ con số đấy nha. Để tạo nữa chúng ta còn làm bài tập nha. What number is it? Is 14. Right. What number is it? Is 15. Okay, very good. Đó, thì ở đây chúng ta có thể thực hành với các cấu trúc là what number is it? Là nghĩa là đây là số mấy, số bao nhiêu. Lại bây giờ chúng ta thì chuyển sang một phần nho nhỏ. Đó. Ở đây cô sẽ có một đoàn tàu. Đoàn tàu sẽ bắt đầu từ toa số 1 cho tới toa số 20. Bây giờ các bạn hãy đọc cho cô từ số 1 đến số 20 nhé. Ok, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Số chúng ta vừa học là gì đây nhỉ? 13 14 15 16 17 18 19 và số 20 là 20. Các bạn nhớ nhỉ? 20 chứ không phải 20 đâu nhá. À, đọc cho cô lại số 20 là 20. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử làm phép tính nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô phép tính này. Số 17 chúng ta vừa đọc là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là 17. Ở đây cô sẽ có dấu trừ này. Dấu trừ sẽ đọc là minus. Minus. À,
ok. Số 8 là it. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cả câu là 17 minus 8 equals. Chúng ta sẽ có dấu bằng là equals. Equals 17 trừ 8 bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu hả các bạn? 9 equals 9. Đó, không hề dễ đúng không nào? Đó, chúng ta phải nhớ các số nhé. Rồi ít nhất là phải nhớ số từ 1 đến 20 thì chúng ta mới làm được các bài toán này. Được chưa? Tiếp theo này. We have 8. Rồi cộng là gì nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Ở lúc nãy ở trong đầu video cô đã nói rồi đó. Đó chính là plus. Plus 8 plus 6. Dấu bằng là equals. Equals. Nào chúng ta làm lại nhỉ. 8 plus 6 equals 8 cộng 6 bao nhiêu nhỉ? Đúng bạn nào biết á? Đó chính là bằng 14. Ok. Đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại nhé. Các bạn nhớ cho cô này, dấu trừ là minus và dấu cộng là plus. Dấu bằng là equals. Equals. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có là 17 minus 8 equals 9. Và dấu cộng sẽ là 8 plus 6 equals 14. Ok, very good. Đó, ở nhà các bạn có thể lấy các con số này hoặc là nhờ mẹ viết cho các phép toán dấu cộng hoặc là dấu trừ. Đó, thì chúng ta sẽ chỉ thực hành trong cái phạm vi là 20 thôi. Còn nếu như bạn nào chưa nhớ các số từ 11 đến 20 thì chúng ta có thể làm trong phạm vi 10 trước, bằng cách là chúng ta sẽ thêm là dấu cộng hoặc dấu trừ. Đó, thì chúng ta có thể nhờ mẹ các viết các phép toán đó ra và chúng ta sẽ thực hành bằng tiếng Anh nhé. Ok. Bây giờ cô Anissa đố các bạn biết này. How many triangles can you see? Nghĩa là ở đây trong cái hình này của cô Alisa này, các bạn thử đếm cho cô xem có bao nhiêu hình tam giác. Đó, chúng ta nhìn đây, triangles nghĩa là các hình tam giác. Các bạn thử đếm cho cô xem là có bao nhiêu hình tam giác và chúng ta sẽ điền vào dấu chấm này. Và chúng ta sẽ trả lời bằng cách là I can see cộng với lại cái số hình tam giác mà các bạn đếm được. Triangles. Triangles ở đây có nghĩa là hình tam giác, được không nào? Đó, ví dụ như là cô Alisa nhìn thấy 5 hình tam giác chẳng hạn, thì cô sẽ nói là I can see 5 triangles, được không nào? Đó, thì các bạn hãy nhìn xem bức tranh này xem có bao nhiêu hình tam giác và chúng ta hãy cùng nhau để lại bình luận ở phía dưới để cho cô Alisa biết nhé. Ok, và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.